và mình hôm nay trực tiếp ra hái với chú các bạn ha. Đây, rất là đẹp như thế này. Cái cà già rất là đẹp nè. Cà này có thể chúng ta để giống các bạn ha. Đó, để cà giống. Hồi sáng giờ mình thấy mấy tiếng rồi chú? 6 giờ tới giờ đó. 6 giờ sáng luôn ha. À. Ừ, trái này ngon quá ha chú. À. Trời ơi trời, hai trái cà nè. Đã không rồi, hai trái này là ba trái chắc được 1 ký rồi chú ơi. Ba trái, 300 ký. Đó, ba trái cà là 1 ký rồi đó. Đó. Một xuồng như thế này thì trăm mấy gần 200 ký thì nó gần tầm 3 triệu đồng, 3 triệu bạc các bạn nha. Cô ơi khiêng phụ chú nè. Đó. Cái này mình là phân loại sao anh ha? Phân loại là ba loại. Ba loại. Ba loại. Dạt. Dạt là trái nhỏ là dạt hả? Không, trái nhỏ là vừa gì lỡ đó. Ủa trái nhỏ xíu là lỡ hả? Trái nhỏ đó mắc hơn trái dạt ha. Ôi ngộ ha. Vậy chí miền Tây chào mừng các bạn đã quay trở lại nha. Và hôm trước thì mình quay cái vườn cà đó các bạn. Thì rất là nhiều bạn có rất là nhiều cái thắc mắc về cái cà phổi này. Thì hôm nay mình cũng có dịp đi ngang cái vườn cà phổi trong lúc mọi người đang hái ha. Để mình trả lời những cái thắc mắc bằng những câu hỏi trực tiếp với chủ vườn. Để đó là những cái xác thực các bạn ha. Bởi mình thì chuyên làm video, chuyên tương tác với các bác, các chú làm nông nghiệp, chứ mình không trực tiếp làm. Cho nên có những câu hỏi của các bạn mình không thể nào trả lời ở chỗ tin nhắn được các bạn. Những cái mà mình biết thì mình mới trả lời bằng tin nhắn, còn những cái mình chưa biết thì mình hỏi lại chủ vườn cho nó chính xác rồi mình mới trả lời cho các bạn nha. Thì một số bạn cũng hỏi mình là thứ nhất, cái cà giống này mua ở đâu và cà này là cà giống gì và bán thì có thực sự là 16.000 ký không? À, những cái câu hỏi vân vân như vậy. Thì mình không thể trả lời với các bạn, bởi đó là những cái mà chủ vườn với thương lái người ta đã nói chuyện với nhau, người ta đã ký kết với nhau, chứ mình là chỉ là một cái kênh YouTube các bạn quay và để phát cho các bạn xem thôi, chứ mình không có phải là trực tiếp trồng hay là trực tiếp mua bán. Thì những cái câu trả lời của mình mang tính chất là để tham khảo hoặc là dựa trên cái sự hiểu biết của các bác các chú mà người ta mua bán hay là người ta nói chuyện với nhau đó, chứ mình thì không có trực tiếp các bạn ha. Đây, hôm nay mình cũng hên hay là hên ha, ra vườn thì thấy chú vườn đang hái cà. Đây các bạn, cái xuồng chở cà rất là thú vị như thế này, rất là hay ha. Đó. Và mình hôm nay trực tiếp ra hái với chú các bạn ha. Đây, rất là đẹp như thế này. Cái vườn cà ở giai đoạn này các bạn thì rất là ít, cho nên cái giá nó như vậy và không biết là lên xuống như thế nào. Đó. Nó cũng có lúc lên xuống nhưng mà mình không có nắm rõ các bạn nha. Mình đi qua cái mương, đi qua cái mương này các bạn ha, đi vào trên cái xuồng nè thì rất là không biết sao, không biết sao nha. Rồi hên quá, đi qua được rồi các bạn ơi, qua được cái xuồng này rồi đó. Và chở cà vào trong bằng cái xuồng như thế này thì rất là ok các bạn ha. Rất là ok. Để mình vịn lại chứ không nó chạy vào trước á. Đây, cái cà này á là cái này là cà già đấy các bạn. Nhìn trái cà già rất là đẹp nè. Cà này có thể chúng ta để giống các bạn ha. Đó, để cà giống. Chào chú.
nay hên là gặp chú hái cà nữa rồi. Bữa nay mình hái miếng đằng này hả chú? Dạ. Đó. Hái đằng kia, hái đằng này, hái qua, hái lại. Hồi sáng giờ mình hái mấy tiếng rồi chú? 6 giờ tới giờ đó. 6 giờ sáng luôn ha. Con thấy ở trong một đống cà rồi đó. Ông lái ông đang lựa đó. Hai xuồng rồi đó. Lúc này thì cái giá của nó còn như trước không chú? Còn nó chưa có chục. Cũng 16 ngàn luôn. 16 là nhất ha. Rồi cà nhì là bao nhiêu chú? Cà nhì của ổng trả 10 ngàn. Còn cà ba thì 5 ngàn. Đó. Cà nhì với cái này nhìn nó lựa nó đẹp hơn. Nó đẹp hơn. Bây giờ con quay lên mọi người thích quá trời luôn. Mọi người thích cái vườn cà của chú, nó trời ơi cái gì mà đã dữ vậy. Xong rồi con nói 16 ngàn có nhiều người ta không tin. Có vợ ngày hôm qua tại đi xuống cái mà cái găng đặt thêm đó rồi. Và ở dưới là nó còn đang còn 18 ngàn đó. Chợ cái răng. À chợ cái răng là còn 18 ngàn ký luôn ha. Nhưng mà cái đó là lái hay là chợ? Chợ á. Còn lái người ta lấy 16 người ta bán 18 hả chú? Lái này sao đây nữa? Không biết sao nữa. Đó thì cái nhất là 16 nè. Cái nhì là 98 gì đó. Còn cái 3 là cuối cùng là 5 ngàn hả chú ha? 3 ngàn. Đó. Chú ngay chỗ đó trái bự dữ à, sao chú bỏ qua vậy? Đó. Quá trời đã luôn nè ông ơi nè. Đó. Hái cũng mệt mỏi chứ mà. Cái này nó hết cổ rồi nè, nó hết đợt trái rồi, nó còn ít nè, tao hổng chầu hái ham á. Ham lắm. Mà bữa nay chú hái gì con còn thấy ham á. Nè chú, cái trái bự này mình hái không? Hái. Hái hả? Rồi sao con thấy cái trái bự đằng kia chú không hái vậy ta? Đó. Bị sót hả? Đó, trái bự đó. Ừ, trái này ngon quá ha chú. Trời ơi trời, hai trái cà nè. Đã không rồi, hai trái này là ba trái chắc được 1 ký rồi chú ơi. Ba trăm ký. Đó, ba trái cà là 1 ký rồi đó. Quá trời đã luôn. Rồi cái này là chú đặt cà người ta ươm sẵn hay là hột nhà của mình rồi mình đem lại muốn ta bầu. Hột nhà là mình có thể để trên cây này mình lấy hột được không chú hay là lấy cái hay là mình mua giống? Không, mình lấy trái trong đây để chín đó. Để chín á. Mình lấy giống. Được luôn hả chú? Được. Tại vì giống cà này giống cà hồi xưa chứ không phải là cà thẻ, cà thái bây giờ. À. Cà thái bây giờ trái nhỏ nó dài. Còn giống cà này cà xưa thì còn để giống được. Đó. Cái giống này được cái là cái giống hồi xưa tới giờ mình trồng. À. Cho nên mình để trái là nó ngon. Còn cái giống mới bây giờ là người ta không có để trái được chú ơi. Không có để được. Không có để được. Đó là bởi vì con hỏi mấy anh mà trồng cà thì người ta nói là cái này phải mua F1 ở ngoài tiệm á. Nhưng mà bữa nay chú nói là cái này mình có thể để trái được là hay rồi đó. Cái này cũng giống cà hồi xưa đó dạ. Tại bây giờ là ít cà này ở đây có lắm. Ít đây có lắm. Gọi là cà mỡ hả chú? Cà mỡ, xanh mỡ. Cà xanh mỡ. Cà xanh mỡ. Cà này cà ngày xưa. Gọi là giống chuẩn á ha. Bởi vì ngày xưa con nhớ ba con cũng vậy, trồng cà là để nó già nó chín rồi mình lấy hạt. Mình ươm. Dạ. Còn bây giờ là cứ trồng rồi là mua giống khác. Chứ không có để được giống như cái cà này. Đó. Đã hết sức đã luôn. Trồng cái này cũng rất là khó chứ không phải là dễ. Cho nên các mấy anh ở trên mạng ta coi ta nói cái này là giống như kỹ thuật cũng cao lắm á chú. Chứ không phải là đơn giản là ai cũng có thể trồng được đâu. Đó, mấy anh nói vậy.
lúc mà nó trái đầu tiên, cái bông đầu tiên là nó bị bệnh dữ lắm. Bị bệnh dữ lắm, đúng rồi, anh nói vậy. Mấy anh từng trồng thất bại rồi mấy anh nói vậy. Có bệnh là lúc đầu tiên. Dạ. Có đang bể cổ, có trái. Dạ. Đó. Cho nên trồng cà thì phải tìm hiểu kỹ và kinh nghiệm. Ồ, kìa trái giống kìa. Thôi trái giống bự quá trời đã luôn ha chú ha. Đó, trái giống nè. Cái này là mình về mình để cho khô nữa ha chú. Héo héo cái mình bổ ra. Bổ ra. Bổ ra cái mình rút hạt. Rút hạt cái mình đem mình gửi người ta ươm. Mình hơi khô rồi chừng nào mình muốn trồng cái gửi ta ươm. Gửi ta ươm. Chứ mình ươm thì nó cũng được á, nhưng có một điều là nó mất công, mất thời gian mình đó. Không có chuyên nghiệp. Người ta ươm thì nó chuyên nghiệp hơn. Đó là cái quy trình để sản xuất cái cây cà con á. Rồi từ khi mà mình trồng nè, khi trồng xuống bao lâu thì mình mới có hái được chú ha? Mình ươm khoảng 25 ngày đem ra trồng. Trồng là khoảng 2 tháng. 2 tháng mới hái. Đó. Nó phải có cái quy trình nó vậy á. Chứ 2 tháng thì mình hái tới khoảng 4 tháng sau nó mới tàn đúng không chú? Nó hái cỡ đó. Cỡ đó đó. Ăn được khoảng 4 tháng. Khoảng 2 tháng rồi đó. 2 tháng rồi đó. 2 tháng rồi thì cái vườn cà của mình là 4 tháng rồi nè. Từ khi ươm luôn á. 4 tháng rồi đó. Này trực tiếp hỏi chú cho mọi người hết thắc mắc luôn. Chứ không người ta hỏi con cũng không biết đường con trả lời. Mình có chuyên nghiệp đâu à. Cái mô này là cái mô con thấy hình như trồng dưa hấu được nè. Đó, trồng dưa hấu. Trồng dưa hấu. Nó tàn thì bắt đầu trồng dưa hấu lại. Xen canh chú hả? Trồng dưa hấu lại. Trồng dưa hấu lại 2 vụ cái bắt đầu trồng cà lại. Đó, xen canh. Vì cái phân của trong dưa hấu còn đó. Dạ. Trồng cà lại nó tốt hơn. Đó phải xen canh. Chứ nếu trồng lại trồng cà lại là mẻ dài lúa mới có vô phân. À tại nó còn cái phân cũ á. Còn phân bị trồng hai lúa dưa hấu là phân lắm nhiều. Dạ. Đó. Thì khi mà mình trồng cà này nó đỡ phân cho mình là tại có phân dưa hấu sẵn. Đó. Cũng ngon. Cứ hai cử dưa hấu một cử cà. Năm á. Tức là năm mình làm 3 vụ luôn. 2 vụ dưa hấu, 1 vụ cà. Được cái là cái phân của cái dưa hấu nó còn lại mình trồng cà. Và hơn nữa là cái sâu bệnh nó cũng của dưa hấu nó cũng ít hơn, nó giảm hơn. Bởi vì mình xen canh gì nó giảm bệnh nó hơn nè. Đó. Ý là ông quần ông kiếm gì nè mà nó còn sót á. Thì kìa trái nhóc hết trơn, đã quá trời đã luôn. Hôm trước là chú nói mỗi một vụ hái về thì nó khoảng 800 kg hả chú? 800 kg. Bữa nay chắc còn chừng có 500-600 à. 500-600. Nãy trồng cũng có gần 300 rồi đó. Dạ con thấy nhiều lắm rồi đó. 600. Nếu mà cái giá là 16 đi, giá dụ thì 800 kg, 500 kg đi. 500 kg nó cũng được 8 triệu rồi. Giống vậy đó. Thì 3 ngày mình hái một lần. Cũng rất là ngon rồi. Nhưng mà nó không được cà nhứt hết đâu chú ha, khoảng bao nhiêu phần trăm là cà nhứt chú? Hơn phần nữa là cả nhất, tức là khoảng 70%, 60% là cả nhất, còn lại là cả nhì, cả ba. Lúc đầu tiên là nó khoảng 80,
Dạ. Dạ. Tức là ăn ở giai đoạn 2 tháng rồi thì cái cà nhức của mình nó đã bớt rồi. Đã bớt rồi. Quá hay. Cái kỹ thuật trồng cà này cũng rất là cao, cho nên là mấy anh nói là mấy người trồng cà rồi nói là khó trồng lắm. Nhưng mà cái ưu điểm của cái giống cà của chú là cái ưu điểm là cái giống hồi đó tới giờ lận. Cái đó là ưu điểm, nó ít sâu bệnh hay gì nè. Còn cái giống cà mới bây giờ nó dễ bị bệnh lắm chú ơi. À. Dạ. Bấm máy ngự ở đây trồng đâu có được đâu. Đó. Tôi trồng xuống lên bị nhăn lá trơn à. Đó. Ông nói gì? Bị vi khuẩn rồi hết. Mà của chú ổn là do cái giống cà của chú là giống cà hồi xưa á. Và cứ để giống bằng cái giống cũ của mình như thế này thì nó đỡ hơn. Được, cái cây nào mà nó không có bệnh nó với trái bự đẹp rồi để. Đó là cái quy trình để cà giống ha. Là mình lựa cái cây, thứ nhất là cây nó sạch bệnh. Thứ hai là cái trái cà nó hơi bự, to. Rồi khi mình lựa là cái khúc nào không chú? Một cái trái vậy là mình cứ lấy hết hay là lấy sao? Có đắng lựa đâu phải trong cây gì mà bẻ hết mưa hôm đâu mình trái mấy trái, còn đắng cũng cỡ chục trái đắng. Dạ. Ý con muốn nói là một cái trái cà nó dài đi. Một trái cà nó dài thì mình lấy hết luôn hả? Lấy hạt là mình lấy hết nguyên trái luôn hay là mình lựa khúc nào không? Mình cắt bỏ khúc hai đầu hai đuôi gì nè, bỏ lấy khúc giữa. À, bỏ cái đầu đuôi đó cũng là một cái cách mà bí quyết đó chú ơi, chứ không phải đơn giản nha. Tại vì cái đầu cái đuôi thường là nó bị lai hay sao đó. Đó đó là cái bí quyết á, không phải ai cũng biết đâu. Đu đủ cũng vậy luôn chú ơi. Đu đủ bắp được hồi đó, bắp được cũng vậy luôn, bầu bắp đồ người ta cũng làm y vậy luôn, nó sẽ không bị lai. Còn nếu mà mình lấy hết á, mình tiết á, mình lấy hết nguyên trái thì nó dễ bị lai lắm. Đó. Thì nhất là ở cái đoạn đầu với cái đoạn sau là nó dễ bị lai. Cho nên một cái trái cà thường lấy giống á, là người ta lấy sẽ cắt bỏ như thế này, lấy đoạn giữa, cắt cái đít này bỏ và cắt cái đoạn đầu này cũng bỏ luôn. Đó. Lấy cái đoạn giữa thì nó đỡ bị lai hơn. Cái cà của chú hầu như nó có cái gen chọi á chú, cái gen mà để kháng thể á, kháng bệnh á, nó đỡ hơn người ta. Cái ông anh này ông ít nói chuyện quá hả? Bỏ tụi lên nó chuyện cũng lắm đó. Dạ. Hỏi ông mới nói. Không hỏi thì thôi à. Hay quá. Tại vì thấy chú trồng thành công vậy nè, mọi người ta ngưỡng mộ lắm. Mà có người thì tao bình luận tao nói, thứ nhất là cái giá nó không được vậy đâu, giống như mình nói mà không được đâu. Hồi năm ngoái tôi trồng bán 18 ngàn đó. Đó. Năm trước tôi bán 20 ngàn. Dạ. Năm còn 18 ngàn. Dạ. Năm nay bán lại khác là có 16 ngàn. Đó. Và thấp hơn mấy năm trước rồi đó. Đáng lý năm nay là phải cao hơn, nhưng mà không biết sao tao mua vậy là thấp hơn rồi. Bây giờ giá thì cũng còn 18. À. Ở dưới cây răng là còn 18 đó. Nhưng mà ở đây thì tao mua có 16 thôi. Cho nên mấy anh chị mà nói là cái này không có được giá 16 đó là mình phải nghiên cứu lại. Chứ nhà vườn mà trồng mà giá thấp quá cũng không có lời đâu. Dạ. Ở lái cũng nói thiệt tính đó anh. Dạ. Tại vì nhiều lái mà chú. Người này mình thấy không được hay là cái giá nó thấp, mình được quyền hỏi người khác. Dù năm này mình làm ăn với người này mà mình thấy cái người này người ta không ổn thì mình đi hỏi thăm người khác để biết đâu mình chuyển đổi. Tính bán lái cũ rồi đó, rồi năm nay rồi đầu nó chạy ngang đang bị
hoài rồi bán thử một năm thử rồi sao. Mà thằng này nó lựa kỹ quá, lá này kỹ quá. Dạ lựa quá kỹ, lựa quá kỹ đó. Cái cái trái cà này đúng là bự ha, để cà giống rất là ngon luôn đó. Cắt bỏ hai đầu, cắt như thế này, bỏ khúc đầu này và bỏ khúc đuôi, lấy cái giữa rồi phơi héo héo, rút ra lấy cái hạt chắc, hạt lép mà nó nổi thì bỏ đó. Vậy đó là ươm bầu, bầu và ra cho những cái cây cà con đó, là trồng lại. Thì cái quy trình trồng cà cũng có lưu rất là nhiều video ở trong cái trang Địa Chỉ Miền Tây ha. Bạn nào chưa có xem thì cứ trở về cái trang chính mà lên cái quy trình trồng từ nhỏ tới lớn ha, để chúng ta tìm hiểu. Đây là những cái trực tiếp của các bác, các chú, các anh, người ta trồng và ta có kinh nghiệm cũng như thực tế. Chứ mình thì không có một cái kinh nghiệm nhiều như các anh, các chú đâu các bạn nha. Hái đó cũng cực lắm chứ, 3 ngày, 2 ngày nè. Đi một hàng thôi chú ha. Chứ mình đi hai hàng không có đảo mắt kịp á. Cứ đi suốt một hàng gì. 6 giờ sáng là đã đi hái rồi. Đặng mình tranh thủ là hái trước 12 giờ chú. Để cho kịp ông lái ông đi. Hái đó. Hái qua tới bên kia. Ông nhỏ nhỏ mà ông giỏi ghê, ông lanh ghê. Nhanh nhẹn á. Cách của chú nó rất là nhanh nhẹn. Con của chú cũng giống y như chú vậy đó. Nhìn ổng á. Nhìn ổng y gan như chú à. Thì đó. Mới làm năm nay đó. Nhỏ nhỏ ông lanh ông nhanh. Mới làm năm mà từ từ cái ông học chú rành thôi. À. Còn ngoài kia với chồng đậu bắp hả chú? Đâu. Nghe nghe thêm đây. Không mãi ha. Mà nghỉ chồng mãi rồi. Nghỉ chồng rồi ha. À. Dạ. Có đậu bắp hái cực quá, còn hái sốt quá sốt. Dạ. Bởi vì ông hái đậu bắp rồi giờ ông hái cà lại là ok luôn. Đậu bắp khó hái lắm. Sốt dữ lắm, nó hái phải mặc áo mưa. Sợ nó đầm hả chú? Nó đầm gai nó dưỡng lắm. Dài. Còn cái bờ bao bên đó chắc không phải của chú á. Của người ta. Của người ta. Ba trồng mít đó. Đó. Bữa nay là trực tiếp gặp chú là hỏi mọi thứ luôn rồi nè. Cái này cái khoảng cách của nó là bao nhiêu cây vậy chú? Cái 4 tấc không? 4 tấc trồng theo lỗ dưa hấu á. Trồng theo lõi dưa hấu luôn. À. Y như vậy luôn. Bây giờ mình đáng lẽ là trồng tới 6 tấc nhưng mà cái đường đi này nó bự quá bự, mình phải trồng vậy. Dạ. Chứ mình trồng gì tặng cho nó cây này nó đương qua cái kia nó đỡ ngã. Đỡ ngã. À. Đó. À, đây nè, gì nè thấy nó không ngã nè. Nó vừa qua vừa lại gió, nó vừa qua vừa lại nó không bị ngã. Dạ. Còn thua cái nó gió cái nó đảo ngã. Đảo ngã. Mà tại vì cái đường đi của mình nó rộng rồi nè. Đường đi rộng. Bắt đầu nó xè qua hai bên đó, tức là cái clip dưa hấu của mình là 2m4, khoảng 2m4 hả chú? Này là 2m6. 2m6 luôn. À. Rồi là mình bỏ qua một cái vô 5 tấc. À. Cái bài clip vô 5 tấc là mình trồng một cái hàng thẳng vậy luôn là 4 tấc. Hai bên bỏ vô 5 tấc là 1m, ở bên ngoài là còn lại ở chính giữa cái đường này là 1m5 đó. Cho nên rất là rộng rãi luôn. À con biết tại sao mà của chú nó ít đỡ hơn ta đời quy khuẩn rồi đó. Do cái clip ở chính giữa của chú nó bỏ vô chừng 1m5 nè, nó đỡ hơn, cái ánh nắng nó nhiều hơn nè. Nó đỡ sâu bệnh hơn. Đó. Đó là cách cũng rất là hay. Đỡ sâu bệnh.
không hái luôn cái bí luôn, hái bí đào luôn. Này cũng mới ăn cà là ăn bí luôn đó chú. Cái này cái đường của mình là nó hơn 1,5 m nè, cho nên là nắng nó vô được nó đỡ sâu bệnh. Cái này cũng là cái cách ha, cho nên tại sao mà mình trồng mà ăn được đều như vậy. Anh ta cũng nghiên cứu dữ lắm, mấy người người ta mới chuẩn bị trồng á chú. Khó trồng lắm, bây giờ làm nông nghiệp chứ nó khó lắm, phải kỹ thuật cao lắm mới được. Không giống như ngày xưa cứ trồng là có trái, bây giờ trồng có đôi lúc nó chích ngang nó không ra trái. Dạ. Cái này được chưa chú? Trái này còn nhỏ hay là lớn? Đó, hả? Còn trái kia, trái đó? Chưa ha, trái đó nhỏ. 2 phải kỹ á, khó hái lắm chứ đâu phải dễ. Còn cái này là mình treo cái con gì anh? À, gù vàng đó, gù vàng nó không có vô nè. Treo cái đó là thuốc gì chú? Đông não. Đông não thường phải áp dụng để treo mấy cái rùi vàng. Hay quá. Đó là cái bí quyết cách tại sao có người trồng thành công và có người không thành công là như vậy. Đó, phải có cái bí quyết. Thứ nhất, ở đây là cái cà của chú là hầu như gọi là cà ngày xưa ha, cà mỡ. Nhưng mà cà ngày xưa chú cứ để giống, mỗi một mùa vậy chú cứ để giống lại, cà mỡ lại vậy. Và chú trồng để khả năng là do chú trồng mà chú để giống lại như thế này thì nó đỡ, nó gọi là kháng sâu bệnh. Trong nó có cái sự kháng sâu bệnh trước, cho nên là nó đỡ. Thứ hai là chú trồng thành công là do chú áp dụng trên cái ruộng dưa hấu. Và chú trồng thưa, không có trồng dày các bạn nha. Thưa là hai hàng hai bên thôi, và một cái đường đi chính giữa rất là rộng như thế này, nó khoảng 1,5 m. Để chi? Để nắng có thể qua dội vô được cái rễ, cái gốc ở trong. Và hai cái bệnh luống này là nó dựa vào nhau như thế này, để có thể là nó mưa gió nó đỡ đổ ngã. Đó là cái cách. Và khi trồng này thì thường là cái khoảng ba, tại vì mới ban đầu chú trồng xuống là nó còn cái phân của dưa hấu đúng không chú? Đúng rồi. Cho nên khoảng 1 tháng mình mới rễ phân hay sao? Không, tới nhà 2 tháng mấy lần. 2 tháng mấy luôn. Ăn dài đợt mới có rễ phân. Đó. Lợi thế á. Lợi thế của cái luống dưa hấu là nó tốt sẵn, mình ăn dài đợt là mới. Bởi vì mình rễ là toàn bộ phân trong lít dưa hấu hết trơn mà bề mặt dưa hấu lít luôn rồi. Dạ. Còn nếu chú không trồng cà thì cũng bỏ phân thôi. À, cũng giải phân. Bỏ uổng chứ không làm gì. Đặt ra mình phơi đất. Dạ. Muốn trồng cà không lợi phải đặt ra phơi đất. Phơi đất. Còn mình sang canh trồng cà thì khỏi. Khỏi. À. Đầy xuồng rồi đó. Xuồng này được 100 kg hơn không chú? Xuồng này tới 200 kg luôn. Áo quá trời. Dạ. Còn đầy thêm một cái nữa là đầy luôn cái xuồng này. Vậy là hơn 200 kg rồi đó. Ở trỏng hơn 300 kg rồi. Xuồng này 200 kg nữa là chú 500 rồi đó. Bên đó. À, cái bờ này chưa hái nè ha.
Dạ. Đó, cái bờ bên này chưa hái nè. Mà được nhiều như vậy luôn rồi đó. Vô cái không chú, vô cái để cho ông kia ông lựa không? Rồi cũng còn xuồng nữa, xong rồi cái gì đúng không? Dạ, có xuồng nữa. À, oh. Chú ông đi vô đó. Này đúng là tiện lợi ghê á. Xuồng này 200 kg. Tính 16.000 thì 100 kg 1.6 triệu. 200 kg cũng được 3.2 triệu. Đó, mình tính xuồng này 2 triệu 3 triệu. Dạ đó. 2 triệu 3 triệu xuồng. Đúng là chở tiền triệu vào nhà đó. Tin không tin gì thì nó cũng là như vậy. Và cái này thì không phải ai cũng làm được. Bởi vì nó đòi hỏi cái kỹ thuật, đòi hỏi cái người trồng có kinh nghiệm nhiều hay ít, hay là có cái tâm không, thích trồng cây không. Chứ mình thấy tiền nhiều rồi cứ đổ qua trồng thì cái đó không có thành công. Bởi vì cái người trồng rẫy là người ta phải đòi hỏi là phải kinh nghiệm lâu năm, và người ta phải yêu thương cái cây mới được, có cái tâm với cái cây đó, cái loại hoa màu đó mới được. Thích thú hả chú? Càng trồng càng thấy thích thú mới được. À, chứ mình trồng mà mình kệ bỏ, rồi mình trồng mình không có nghiên cứu chăm sóc thì thua. À, một xuồng như thế này thì trăm mấy, gần 200 kg thì nó gần tầm 3 triệu bạc các bạn nha. Rất là đã như thế này. Dù bạn có tin hay là không tin, hay là bạn có một cái suy nghĩ gì đi nữa, thì cái này nó vẫn là như vậy. Ấy, có nhiều anh chị cứ bình luận nói là cái này không có được cái thu nhập như vậy đâu. Thì các bạn yên tâm nha. Và thực tình là ở giai đoạn này á, là cà nghịch mùa, cho nên người ta giữ nước. Các bạn thấy ở bên trong ruộng rất là ít nước ha, còn cái ruộng ngoài rất là nhiều nước như thế này. Chính vì đó cà mình nó mới có giá. Mà theo chú á, là cái giá cà này nó cũng chưa có đạt các bạn nha. Ở nơi khác người ta mua là 18.000, nhưng ở đây thì cái ông lái này mua 16.000. Đó là cái vấn đề các bạn ha. Cho nên khi các bạn trồng thì các bạn hãy nghiên cứu về cái giá cho nó rõ ràng. Và cái người lái mua của mình đó là rất là quan trọng. Chú nói là cái anh lái này lựa hơi kỹ, tức là dạt hơi nhiều. Giống vậy đó các bạn. Dạt hơi nhiều. Thì một cái người lái mà nó người ta có tâm thì nó đỡ cho cái chủ ruộng các bạn nha. Thì làm ăn mà ai cũng muốn có đồng lời hết. Nhưng mà mình làm sao cho gọi là phân phải thì nó ok. Chứ được về phần mình nhiều quá thì đôi lúc lại là một cái vấn đề thương cho người nông dân. Nó dính vậy đó. Ông kéo 2-3 triệu bạc ông kéo không nổi. 2-3 triệu bạc ông kéo không nổi. Quá chừng bà thu 4 tháng cứ 3 tháng là có 800 kg. Nếu 1.000 kg thì được 16 triệu, mà 800 kg thì nó được tầm 14 triệu. Đó, 13-14 triệu, tính 12 triệu cũng là ngon. Có ai khiên không? Ông khiên phụ cho có không? Ông đây con khiên khiên cho. Cầm neo quá trời tuyệt vời. Hái ngoài đó đem vô là
Cô ơi khiêng phụ chú nè. Đó. À ông lái, con ông lái. Ông lái này nếu có tập thì đỡ cho chủ vườn mà lửa gì? Lửa đất thôi. lửa mà lửa khó tính quá thì hơi bị giạt nhiều phải không lấy. bị giạt nhiều quá. Giạt nhiều không mà do ông ba nè. Dạ nhờ con nghe cái máy đó cô. Dạ do ông ba hả? Mưa quá trời mưa sao cũng được đó. Đó à, ý vậy nãy ông nói tôi chưa hiểu, bây giờ tôi hiểu rồi đó. Nói vô mấy đợt bão không xịt không được đó. Tức là cái cà của mình mà chăm sóc kỹ, xịt sâu thuốc đồ ổn định thì cái cà giạt nó ít hơn. Ý vậy anh lái ha. Cà nó tốt hơn, cà bự nhiều hơn. Đó là cái có bi đao luôn là cho nặng hả? Nhưng mà giá bi đao, ông đâu có cần bi đao hả? Cần luôn hả? Vậy là lái này lái hết rồi. Rồi đó. Cuộc hành trình tiếp theo của chú là ra ngoài hái tiếp. Con cảm ơn chú ơi. Ổng hay quá trời luôn à. Ổng nhỏ nhỏ con mà ổng giỏi. Nhỏ thầy mà. Nhỏ nhỏ chứ mà có vỏ đó. Thiệt á. Nhìn cái cách ổng làm nó nhanh nhẹn á. Cái người bự con chứ nó dở hơn. Cái vỏ. À, để là cái vỏ cho ông đựng gì đó. Ông kêu chưa con muốn. Đó. Đó, đã quá trời đã luôn. Sáng giờ được lựa được 200 kg chưa sếp? Sáng giờ ở đây con mới. À. Sáng giờ đi củ hoa, rồi chanh. Mấy cái vườn khác á ha. Đó. Trời ơi. Gì cũng mua được là mua đó. Đồ gì mà đang bán ở ngoài chợ được ông mới mua. Chứ nếu mà mua gì. Hay quá, lái này hay lắm. Lái đầu óc là giỏi dữ lắm luôn đó cô. Người ta làm lái mà, ta nắm được hết giá ở chợ rồi giá ở vườn sau nắm được hết. Nhưng mà thường lách qua lách lại cho nông dân người ta cũng có sống với ông lái ha. Cho là có sống mình mới có sống chứ. Đó. Giết người ta luôn lấy gì mình đâu mà sống. Đó đúng rồi. Vụ này còn vụ sau đúng không? Đó. Mình giết người ta luôn nè. Đó. Tại vì lái thì bây giờ là nói vậy nhưng mà rất là nhiều người ta thấy mình làm ăn được người ta cũng nhào vô ta làm không? Rồi cũng cạnh tranh rất là nhiều chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên đó cô là mỗi người làm nhiệt tình mà nông dân mình thấy người nào ok cái là mình làm hoài, làm ăn hoài luôn. Còn làm mà thấy không ok cái vụ một cái người ta bỏ ta chạy là thua rồi đó. Mất hết mối rồi đó. Trái cà này ngon quá. Đó. Rất là đẹp. Cà của mình là cái giống mà mình để hồi trước tới giờ luôn cô ha, chứ đâu phải mua ngoài chợ phải không? Đó. Mua không có. Dạ. Đó. Cho nên cái giống của mình nó được kháng bệnh nè, cho nên nó đỡ hơn so với mấy ông chồng kia, mấy ông chồng không nổi cô ơi. Ông nói chồng dễ bệnh lắm nhưng mà cái của cô gì là ổn dữ lắm nè. Bà đang nấu cơm ở chổng. Dạ nấu cơm.
Thôi cô ơi, thôi, con không. Thôi, con không lấy đâu. Trời ơi. Lấy. Cho con xí. Cho con xí. Cho con xí cà đẹp nè. Thôi, thôi cô, dạ. Không phải cho. Con có làm gì đâu mà. Cái máy cô được. Trời. Đó. Bà cô quá dễ thương á. Đó, cà đẹp là cà như thế này, là cà đẹp cà nhất nè. Cà nhất có lấy cà nhất cho tắm. Cà nhất là 16.000. Thôi, con ăn cà queo thôi, không ăn cà nhất đâu. Lấy cà. Đó. Trời ơi. Đó, còn cái đống này là đống chưa lựa nè, ông mới vô nè. Còn bí này là 5.000 ký hả cô? 5.000 ký ông lái ông cần luôn. Lái này là chót lọt luôn. Ớt cà, cái gì ông cũng mua. Đậu que, đậu đũa gì mua hết không? Ờ, có đậu đũa, cô bán 10.000 ký đó, bán được 10 triệu đó. Ông chợ nảy thịt tép vậy, trời có buồn ghê luôn. Cũng ông cũng mấy luôn á. Chung cái gì có lấy hết mấy đó. Lấy hết mấy. Cây trái qua màu. Đó, cây trái qua màu. Bưởi mít gì lụm luôn. Đúng không? Lụm luôn. Đúng không? Ông này lụm thì ông kêu ông bạn bè gì có ông lụm. Đó là cái lái mà ta đến tại rẫy người ta mua thì có cái sự quen biết rất là nhiều luôn rồi. Hầu như ở khu vực nào trái cây gì chắc ông cũng biết luôn rồi ha. Biết chứ sao không biết được. Trời ơi con cảm ơn cô nha. Trời ơi bỏ đi cho mình mấy. Đó. Còn cái này là cái này cà này ngon nè. Cà đeo nè. Dạ. Cà lỡ. Đó. Quá trời đã luôn. Nói đẹp được kỹ lắm mà không có hàng. Cà này cà nhất cơ nhất thiệt. Rồi cái hai một con ngoảnh kế. Chứ không làm đâu ngăn nắp ở đó đó. Tròn cái gì dạ. Nhưng mà lửa có tâm chút thì cũng ngăn nắp nhưng mà ngăn nắp cho nông dân sống ha. Không biết có tâm không mà đi tới đâu ta định chỉnh. À vậy ha. Không, có nhiều người ta thích ông lái nha. Thích cái vụ này cái người ta kêu giống như tôi nè. Mấy ông cái vườn mít á, tôi hay gọi cho mấy cái ông mà quen mà thấy tôi thấy được á, tôi giới thiệu cho người ta. Còn những ông là nữa mua những cái loại đó mà ai không biết thì tôi sẽ giới thiệu cho. Chú ông có mua đu đủ không? Đu đủ gì? Đu đủ Đài Loan, Nhật hay là... Tôi không biết nữa, có cái bà kia bà kêu tôi có cái số điện thoại của ông đu đủ nào không giới thiệu cho ông. Tùy theo mua Nhật hay Đài Loan hả Tấn? Dạ. Còn không biết nữa cô, người ta nói vậy thôi. Đu đủ là mua luôn. Đủ là mua luôn ha. Mua luôn á. Mua là phải mua từ lúc cây tơ nha. Mua mới đầu tiên nha tới. Ngày như cái này nếu mà của người ta mua rồi thì không mình không vô mua. Không vô mua. Mua gì dành gì của người ta. Dạ. Cô định nói gì cô? Là nói là hỏi tự nhiên tính hỏi gì đâu. Đâu chưa cô? Thì cũng mà ấy miền Tây mình à. À miền Tây mình. Không ở đâu đó mình nữa. Đó. Đâu là bằng hai cái thùng phi ta. Ông đi giăng lưới hả cô? Giăng lưới mà cá. À. Ở trong cái ao của ổng á. Ở trong cái ao đó. Ừ, bởi vì cái tiếng nói thì tôi nói sao giống chú lụm. À như vậy là đúng rồi. Ừ, bởi vì cho đó. Vậy là đúng rồi. Tiếng á. Dạ. Làm hai cái thùng phi, cái bể miếng dán. Dạ. Cái chú nói nè, bây giờ con bước lên con ngồi luôn được không chú? Nó được. Cái bà đời chú với ông ổng đi. Rồi đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Bởi vì lên chụp cái nó không phải mới tôi. Chú gì đó? Dạ. Nó giống hệt nhưng mà cái tiếng. Dạ. Vô cái tiếng gõ gàng dữ lắm. Dạ. Cái được cái điện thoại này nó hút cái tiếng rõ lắm. Dạ bởi vì tôi nói rõ ràng thấy không. Mà có một cái nó tạp âm á anh Tấn. Tạp âm nó nhiều âm thanh á. Làm người ta coi người ta cũng hơi khó chịu xíu. Đó bởi vì nó được cái tôi nói rồi. Chú nữa đã quay. Mà không, chú cường chết. Không bơi bằng hai cái giò. Đúng rồi cái chú đó đó. Không bơi bằng dầm, bơi bằng hai cái giò. Dạ. Không có giăng lưới. Dạ, dạ. Dưới cái ao của ổng á. Dạ. Nói còn nó gành là bị sâu 8 mét rồi đó. Vậy thì coi cái đó thì có cái gì có thể vui như vậy. Ừ. Anh đó hả, anh Tấn hả? Thôi ông ơi, ông làm lái này tiền dữ lắm rồi, khỏi đi đâu hết á. Khỏi đi đâu hết. Bây giờ là ta nói có tiền là tiên rồi. Dạ, có tiền là tiên là Phật rồi, khỏi đi đâu hết. Khỏi đi đâu hết. Ông muốn cái gì ông điện thoại là có hết rồi. Bây giờ mình sống ở đây như ở cảnh trời vậy. Cô cái người có tiền á, họ giàu á, họ điện thoại họ bấm nút một cái là nó đồ đạc nó về nhà họ, họ bấm nút một cái là tiền bạc nó về nhà họ. Đúng không Tấn? Ông bấm nút một cái là tiền nó vô tài khoản ông bấm nút một cái là
bây giờ mua đồ mà gọi là mua trên mạng đó. Ủa trái cà này bự mà không lấy hả? Cà sâu có gì đó. Dạ. Sâu nè ha. À sâu ha. Sâu đó. À. Nhưng mà ngon lắm á trái đó. Ngon. Cà sâu là bỏ. Cho nên tại vì người dân mình là bây giờ người ta đang sống rất là vui. Muốn cái gì được cái đó mà. Quan trọng là có tiền đi là được hết. Không Tấn, có tiền là có tất cả. Ở người ta mới nói là tiền là tiên là Phật gì đó. Dạ. Có tiền. Rồi hồi nó ai vô chở phụ ông hay là ông chở về luôn? À xe tải đó ha. Dạ. Ít đầu ra bự cặp lộ thì ngang biển xe luôn. Dạ. Hả? Quá trời luôn. Làm ăn rất là ok luôn. Tại vì cái gọi là nghề nó mở ra nghề, nghề nó mở ra nghề. Rồi khi người ta làm ăn đó nó quen biết được nhiều người cái nó sẽ mở ra thêm. Ông làm nghề này bao nhiêu lâu rồi ông Tấn? Mấy chục năm rồi? 20 năm rồi. Trời ơi mới có 40 tuổi mà làm nghề 20 năm rồi là làm hả tức. Đó sự thật luôn đó. Cho nên là chồng gãy này là từ nhỏ tới lớn vậy luôn á. Cũng biết chồng gãy luôn hả? Trời. Hay vậy? Phải nói người như bao luôn. Đó, thấy chưa? Bởi vì muốn đẹp muốn xấu là do người chồng ha. Cũng phải đẹp xấu do người chồng, với mình cũng phải có cái gì dìu dắt. Rau muống nhiều không? À, ông đi hái rau muống luôn đó. Đây là rẫy không à. Bây giờ cái đống cà này là thu nhập bữa nay là bao nhiêu ta? Nếu 500 kg thì nó được 8 triệu rồi. Cà nhất á 500 kg được 8 triệu. Rồi ổng đi hái thêm rau muống nữa. Tiền đi đâu cho hết ông ơi. Đại gia. Cái này gọi là đại gia chân đất nè. Tại vì ổng cứ đi dưới đất gọi là đại gia chân đất. Đại gia đó. Ngày xưa là mấy người mà bán tủ lạnh hay là bán đồ điện tử rồi á, ở những cái siêu thị á, người ta nghĩ là chắc ăn sang mặc đẹp mới là đi mua ha. Chứ bây giờ mấy ông mà đi vô xách cái vỏ đệm rồi này kia vậy chứ tiền không đó. Quá đã luôn rồi. Tính là xách đi nó có bà già xách vỏ điện thì đuổi ai á. Dạ. Tiền không đó. Sợ là cướp đồ giật nhộng thấy không ạ? Dạ. Đó. Mua mấy cài bằng mặt người sọt. Đó là chị đó. Mua mặc áo thùng tay cũng kỳ đó. Dạ. Mua mấy cài mua đồ không màu rồi. Đó. Mấy cài mua mấy cài. Tại vì biết đại gia đó. Bây giờ nhất cái chậu đồ á. Đó chứ không phải đơn giản đâu. Nhưng mà cái ông đó là ông có tiếng rồi chú. Ông có tiếng ở chợ Lường Xuồng rồi. Có tiếng rồi. Bởi vì cho nên tao biết ổng còn có những ông bây giờ là cứ ăn mặc bình thường vậy đi ra ngoài không ai biết vậy nhưng mà tao vẫn nể nha. Mấy cái nó cá mấy trăm cây nữa. Dạ. Trăm mấy con muỗng rồi đi đua mấy cài đó rồi mặc quần sọc chơi cũng cáo cũng cũng xì. Nó xịn đi ăn đá gà. Dạ. Không ai biết cái gì luôn đó. Đó. Thôi con cảm ơn cô chú. Cảm ơn ông lái. Cảm ơn ông chủ nhỏ luôn. Cảm ơn mọi người nha. Rồi tại video trước con đăng lên mọi người thích quá đi. Thích quá. Rồi kêu con là vô đây hỏi cho nó rõ ràng mọi thứ ra. Nãy con có hỏi chú ở ngoài ruộng á. Chủ ổng làm biết. Biết đó. Hỏi ổng sao ổng biết. Rồi con cảm ơn mọi người. Con về nghe cô. Dạ. Dạ con cảm ơn. Dạ dạ. Cảm ơn cô. Quá tuyệt vời. Dạ con cảm ơn.
Giải trí miền Tây xin chân thành cảm ơn cô chú, các anh chị và các bạn đã dành ra thời gian quý báu để theo dõi hết video này. Cô chú, các anh chị và các bạn thấy video hay, ý nghĩa, hãy chia sẻ về trang cá nhân để bạn bè cùng theo dõi. Ấn vào cái chuông để luôn nhận được video sớm nhất mỗi khi Giải trí miền Tây phát hành video mới. Xin nói lời chào, hẹn gặp lại video sau. Dù bạn có tin hay là không tin, hay là bạn có một cái suy nghĩ gì đi nữa, thì cái này nó vẫn là như vậy. Ấy, có nhiều anh chị cứ bình luận nói là cái này không có được cái thu nhập như vậy đâu, thì các bạn yên tâm nha. Và thực tình là ở giai đoạn này là cà nghịch mùa, cho nên người ta giữ nước. Các bạn thấy ở bên trong ruộng rất ít nước ha, còn cái ruộng ngoài rất là nhiều nước như thế này. Chính vì đó cà mình nó mới có giá. Mà theo chú á, là cái giá cà này nó cũng chưa có đạt các bạn nha. Ở nơi khác người ta mua là 18.000, nhưng ở đây thì cái ông lái này mua 16.000. Đó là cái vấn đề đó ha. Cho nên khi các bạn trồng thì các bạn phải nghiên cứu về cái giá cho nó rõ ràng. Và cái người lái mua của mình đó là rất là quan trọng. Chú nói là cái anh lái này lựa hơi kỹ, tức là dạt hơi nhiều, giống vậy đó các bạn. Dạt hơi nhiều thì một cái người lái mà nó người ta có tâm thì nó đỡ cho cái chủ ruộng các bạn nha. Thì làm ăn mà ai cũng muốn có đồng lời hết, nhưng mà mình làm sao cho gọi là phân phải thì nó ok. Chứ được về phần mình nhiều quá thì đôi lúc lại là một cái vấn đề thương cho người nông dân. Nó dính vậy đó. Ông kéo 2-3 triệu bạc ông kéo không nổi.